Thì kế toán Việt Hưng có đưa ra cho các bạn để một số những cái bài tập về nghiệp vụ liên quan đến những tài khoản đó. Để chúng ta làm quen cũng như là để ghi nhớ lại tính chất nợ có của các tài khoản. Thế đây, đối với nghiệp vụ thứ nhất là ngày mùng 4 tháng 2, rút dự toán chi hoạt động về nhập quỹ tiền mặt. Khi mà chúng ta rút dự toán tại nghiệp vụ này thì các bạn xác định là chúng ta rút dự toán và nhập quỹ tiền mặt. Thì lúc này tài khoản sử dụng ở đây sẽ là tài khoản 111 tiền mặt và tài khoản 135 phải thu kinh phí được cấp. Và đối với các tài khoản loại 1 thì sẽ có tính chất tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có. Vì khi mà chúng ta rút dự toán về quỹ tiền mặt thì ở đây sẽ làm tăng tiền mặt và làm giảm ở nguồn kinh phí xuống. Đấy, do đó tài khoản loại 1 tăng thì chúng ta sẽ ghi bên nợ và giảm chúng ta sẽ ghi bên có. Lúc này các bạn sẽ có định khoản là nợ cho tài khoản 111 có tài khoản 135. Số tiền là 100.000. Và vì ở đây chúng ta thực hiện rút dự toán nên các bạn phải có bút toán đồng thời. Và bút toán đồng thời sẽ là có tài khoản 008, dự toán chi hoạt động. Và số tiền cũng là 100.000. Đó là nghiệp vụ thứ nhất. Nghiệp vụ thứ hai là ngày mùng 6 tháng 2, chi tiền mặt trả tiền điện nước dùng cho hoạt động giao tự chủ. Thì lúc này các bạn sẽ phải xác định được tài khoản sử dụng ở đây là gì. Chúng ta chi tiền mặt thì sẽ là liên quan đến tiền mặt. Và cái này là chi để trả, do đó là tiền mặt sẽ phải giảm xuống. Sử dụng cho dịch vụ hoạt động giao tự chủ. Thì lúc này các bạn sẽ thấy được tài khoản sử dụng ở đây sẽ là tài khoản 111 và hoạt động giao tự chủ. Như các bạn thấy là tài khoản 612. Trong đó 6122 là dịch vụ vật tư đã sử dụng. Nên là tài khoản thứ hai mà chúng ta sử dụng là tài khoản 6122, chi phí vật tư và dịch vụ đã sử dụng. Lúc này tài khoản 111 của chúng ta chi ra để trả tiền cho dịch vụ hoạt động giao tự chủ nên sẽ làm giảm tiền mặt và được ghi nhận vào chi phí hoạt động giao tự chủ 6122, làm tăng 6122 lên. Tài khoản loại 1 thì có tính chất tăng ghi nợ, giảm ghi có, còn tài khoản loại 6 cũng vậy, có tính chất tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có. Do đó chúng ta sẽ có nghiệp vụ hạch toán nợ cho tài khoản 6122 và có cho tài khoản 111. Số tiền ở đây là 60.000. Sang nghiệp vụ thứ 3, ngày mùng 7 tháng 2 rút tiền gửi mua nguyên vật liệu về nhập kho. Thì ở đây chúng ta sẽ phải hình dung ra được là chúng ta mua nguyên vật liệu về nhập kho thanh toán bằng tiền gửi. Thì như vậy các bạn sẽ phải lưu ý đến tiền gửi và nguyên vật liệu. Tài khoản sử dụng ở đây sẽ là tài khoản 112 tiền gửi và mua nguyên vật liệu thì tài khoản nguyên vật liệu sẽ là 152 nguyên vật liệu. Đây theo hệ thống tài khoản của thông tư 24, các bạn sẽ thấy được tài khoản 152 chính là nguyên vật liệu. Lúc này tài khoản 111 chúng ta bỏ ra để mua nguyên vật liệu nên là 111 sẽ giảm và kho nguyên vật liệu của đơn vị sẽ tăng lên. Tài khoản loại 1 có tính chất tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có. Cuối kỳ thì có số dư bên nợ. Như vậy là chúng ta căn cứ vào cái việc xác định được tính chất tăng giảm nợ có này thì các bạn sẽ hạch toán được nghiệp vụ là nợ cho tài khoản 152 và có cho tài khoản 111. Số tiền là 27.000 đồng. Tiếp theo là đến nghiệp vụ thứ tư, ngày mùng 9 tháng 2, rút tiền gửi kho bạc về quỹ tiền mặt để chi lương. Tại nghiệp vụ này thì chúng ta rút tiền gửi về quỹ để chi lương chứ chúng ta chưa thực hiện chi lương. Do đó các bạn sẽ quan tâm đến tiền gửi kho bạc và quỹ tiền mặt. Nếu nghiệp vụ là sẽ là chi lương bằng tiền gửi đấy, thì lúc đó mới làm giảm lương. Còn ở đây chúng ta rút tiền gửi về quỹ để phục vụ cho mục đích tiếp theo nên là không liên quan gì đến 334 ở nghiệp vụ này cả. À, vậy tài khoản sử dụng ở đây sẽ là tài khoản 112 tiền gửi và 111 tiền mặt. Tài khoản 112, lúc này chúng ta rút
tiền gửi kho bạc ra nên sẽ làm giảm tiền gửi kho bạc và làm tăng tiền mặt, bởi vì rút về quỹ tiền mặt nên quỹ tiền mặt sẽ tăng lên. Và tính chất của tài khoản loại 1 là tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có, nên chúng ta sẽ có nghiệp vụ nợ cho tài khoản 111 và có tài khoản 112, số tiền là 120.000. Đấy là nghiệp vụ thứ tư. Nghiệp vụ thứ năm, chi lương đợt 1 cho cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị. Thì ở đây, chi lương thì chúng ta có thể chi bằng tiền mặt. Thì ở đây chúng ta chi lương thì chúng ta sẽ chi bằng tiền mặt. Bởi vì sao? Bởi vì nghiệp vụ thứ tư là chúng ta rút tiền gửi về quỹ để chi lương. Đấy. Thế nên là cái nghiệp vụ thứ năm này chúng ta sẽ xác định là chi lương bằng tiền mặt. Nghiệp tài khoản sử dụng sẽ là tài khoản 111, tiền mặt và tài khoản 334. Tài khoản 334 theo thông tư 24 sẽ là phải trả người lao động. Lúc này thì tài khoản 334 chúng ta trả cho công nhân viên thì sẽ làm giảm các khoản phải trả công nhân viên xuống. Đồng thời chúng ta chi tiền mặt ra để trả cho công nhân viên thì cũng làm giảm tiền mặt. Như vậy hai cái này đều giảm, nhưng mà nó một cái thì nằm ở bên phần tài sản, còn một cái thì nó lại nằm ở trên phần nợ phải trả. Đấy, do đó tính chất của nó là khác nhau. Tài khoản loại 3 thì có tính chất là tăng ghi có, giảm ghi nợ. Còn loại 1 thì lại có tính chất tăng ghi nợ, giảm ghi có. Thế nên là chúng ta sẽ có bút toán định khoản là nợ cho tài khoản 334 và có cho tài khoản 111. Số tiền là 120.000 đồng. Như vậy nợ có là bằng nhau. Tiếp theo để đến nghiệp vụ thứ 6. Nhận kinh phí tự chủ do ngân sách nhà nước cấp bằng lệnh chi tiền vào tài khoản tiền gửi dự toán của đơn vị. Ở đây chúng ta nhận kinh phí do ngân sách cấp bằng lệnh chi tiền vào tài khoản tiền gửi. Do đó các bạn sẽ để ý là tài khoản tiền gửi. Đó. Và nhận kinh phí. Thì lúc này nói đến kinh phí thì các bạn phải nghĩ đến ngay là tài khoản 511. Doanh thu từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp. Và cụ thể tính chất nghiệp vụ định khoản nợ có của tài khoản 511 thì các bạn có thể xem cụ thể ở phần 7. Như vậy lúc này tài khoản sử dụng của chúng ta sẽ là tài khoản 112, tiền gửi, ngân hàng kho bạc và tài khoản 511, doanh thu từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp. Chúng ta được nhận kinh phí bằng tiền gửi sẽ làm tăng tiền gửi kho bạc, đồng thời làm tăng doanh thu kinh phí từ nguồn ngân sách cấp. Tài khoản loại 1 thì có tính chất tăng đi bên nợ, tài khoản loại 5 thì có tính chất tăng đi bên có, nó sẽ bị ngược so với lại tài khoản loại 1. Do đó là chúng ta có định khoản nợ cho tài khoản 112 và có cho tài khoản 511. Vì ở đây liên quan đến nguồn kinh phí, do đó các bạn phải có bút toán phản ánh đồng thời nợ cho tài khoản 001, nợ cho tài khoản 011 là tài khoản ngoại bảng. Tài khoản 011 chính là kinh phí ngân sách cấp bằng tiền. Các bạn có thể chọn là năm nay hoặc năm trước. Vì ở đây chúng ta làm thì làm năm nay, nên tôi chọn là 0112. Chúng ta nhớ là những gì mà liên quan đến nguồn kinh phí thì phải có thêm tài khoản ngoại bảng. Tiếp theo là đến nghiệp vụ thứ 7. Ngày 16 tháng 2 thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt. Chúng ta thu hộ thì chúng ta sẽ phải trả lại cho người nhờ chúng ta thu hộ đó. Thế nên là tài khoản sử dụng các bạn sẽ có là tài khoản 111 tiền mặt trước, bởi vì chúng ta thu hộ bằng tiền mặt. Và tài khoản thứ hai liên quan đến việc thu hộ chính là tài khoản 338. Tài khoản 336 phải trả nội bộ đơn vị kế toán trên bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 24. Chúng ta sẽ thấy được tài khoản 336 phải trả nội bộ đơn vị kế toán. Thế như vậy là tài khoản 111 thì có tính chất khi mà chúng ta thu hộ bằng tiền mặt thì tiền mặt sẽ tăng lên. Đấy. Và các khoản phải trả nội bộ cũng tăng lên. Chúng ta đang tăng công nợ phải trả lên mà. Và theo tính chất của tài khoản 1368 thì có tính chất tài khoản loại 1 là tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có. Tài khoản loại 3 thì có tính chất tăng ghi có, giảm ghi nợ. Do đó chúng ta sẽ định khoản là nợ cho tài khoản 111 và có tài khoản 336. Số tiền là 53.000. Đó là nghiệp vụ thứ 7. Sang nghiệp vụ thứ 8. Ngày 19 tháng 2 tạm ứng cho nhân viên đi mua văn phòng phẩm bằng tiền mặt. Thì ở đây chúng ta đang có nghiệp vụ là tạm ứng cho nhân viên đi mua văn phòng phẩm bằng tiền mặt. Như vậy là các bạn sẽ xác định được tài khoản sử dụng là tài khoản 111 tiền mặt rồi. Và tạm ứng sẽ là tài khoản 141.
Theo bảng hệ thống tài khoản thông tư 24 thì các bạn có thể chọn là 1411. Còn ở đây khi hạch toán về nguyên lý thì tôi chọn tài khoản cấp 1 luôn. Và lúc này các bạn sẽ đi xác định tính chất nợ có của các tài khoản này. Khi mà chúng ta tạm ứng bằng tiền mặt thì sẽ làm giảm tiền mặt xuống và làm tăng các khoản tạm ứng lên. Tài khoản loại 1 có tính chất tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có. Do đó các bạn sẽ hạch toán định khoản là nợ cho tài khoản 141 và có cho tài khoản 111 tiền mặt. Sang nghiệp vụ thứ 9, ngày 22 tháng 2 nộp cho nhà nước khoản thu phí lệ phí 40.000 đồng bằng tiền mặt. Thì chúng ta cũng đi xác định tài khoản sử dụng. Ở đây tôi hướng dẫn cho các bạn bước xác định tài khoản sử dụng và tính chất nợ có này. Mục đích là để các bạn làm quen với lại nguyên lý kế toán. Còn trên thực tế, nếu như mà các bạn đọc nghiệp vụ mà các bạn hiểu được nghiệp vụ này định khoản nợ có như thế nào thì các bạn có thể hạch toán luôn là nợ có luôn, chứ cũng không cần phải xác định tính chất nợ có như tôi đang xác định này. Nộp cho ngân sách nhà nước các khoản thu phí lệ phí bằng tiền mặt thì lúc này tài khoản sử dụng là tiền mặt và tài khoản nộp phí lệ phí. Nếu như mà bạn nào chưa nhớ tài khoản kế toán thì các bạn có thể mở lại hệ thống tài khoản thông tư 24 mà chúng ta đã tải ở phần 3 của giáo trình xuống. Đấy, thì các bạn mở bảng hệ thống theo thông tư 24 ra. Thì ở đây có tài khoản loại 3 là 333. Cụ thể ở đây là 3332 phí lệ phí. Đấy. Thì khi mà chúng ta nộp tài khoản 3332 phí lệ phí vào ngân sách nhà nước thì sẽ làm giảm tiền mặt và đồng thời làm giảm các khoản phải nộp vào ngân sách. Tài khoản loại 1 có tính chất tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có. Tài khoản loại 3 có tính chất tăng ghi có, giảm ghi bên nợ. Đấy, căn cứ vào tính chất như vậy thì các bạn cũng sẽ dễ dàng định khoản được. Sẽ là nợ cho tài khoản 3332 và có cho tài khoản 111. Nghiệp vụ thứ 9 và sang nghiệp vụ thứ 10. Rút tiền gửi kho bạc về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền số 200. Thì nghiệp vụ này cũng giống như nghiệp vụ ở trên mà chúng ta cũng đã làm ở nghiệp vụ ở thứ tư này, thì chúng ta cũng sẽ xác định là tính chất nợ có và định khoản tương tự như nghiệp vụ thứ tư này. Tài khoản sử dụng cũng sẽ là tài khoản tiền gửi ngân hàng kho bạc và tài khoản 111 tiền mặt. Tài khoản loại 1 thì có tính chất tăng ghi nợ, giảm ghi có, và chúng ta sẽ có nghiệp vụ nợ cho 111 và có 112. Đấy, số tiền chúng ta sẽ được thể hiện. Tiếp theo là đến nghiệp vụ thứ 11, ngày 30 là ngày 28 tháng 2, chúng ta nhận được phiếu chi tiền mặt cho hoạt động không tham gia tự chủ khác theo lệnh chi tiền. Thì ở đây liên quan đến khoản là chi tiền mặt cho hoạt động không giao tự chủ theo lệnh chi tiền. Thì lúc này tài khoản sử dụng là tài khoản 111 tiền mặt và hoạt động không giao tự chủ, chúng ta sẽ phải nghĩ ngay đến khoản 611 hoạt động không giao tự chủ. Ở đây chúng ta sẽ chọn là 611 hoạt động không giao tự chủ. Các bạn là sẽ xác định tính chất nợ có của các tài khoản này. Tài khoản 611 lúc này sẽ tăng lên bởi vì mình chi tiền phục vụ cho các cái hoạt động không giao tự chủ sẽ làm tăng chi phí và làm giảm tiền mặt. Do đó, tài khoản loại 1268 có tính chất tăng ghi nợ, giảm ghi có nên các bạn sẽ hạch toán là nợ cho tài khoản 611 và có tài khoản 111. Số tiền là 200.000 đồng. Và đó là các cái nghiệp vụ liên quan đến định khoản nợ có của bên khối hành chính sự nghiệp. Khi làm thực tế, nếu như mà bạn nào nắm bắt được tính chất nợ có của các tài khoản và nắm bắt được hệ thống tài khoản theo thông tư 24 rồi thì chúng ta có thể định khoản luôn. Và ở phía dưới trang này sẽ có đáp án cho các bạn. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về bài tập nghiệp vụ định khoản ở trên phần 3.